để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả COVID-19, theo nghị quyết 128 của Chính phủ, tuổi trẻ trường tiểu học Lý Tự Trọng luôn tích cực rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, thực hiện tốt nguyên tắc 5K với phương châm mỗi lớp học là một pháo đài chống dịch. Bài đồng diễn, bài tập vượt qua nỗi sợ nCoV do trường tiểu học Lý Tự Trọng giàn dựng với 7 động tác của CEO Đặng Đức Thành, nhà sáng lập câu lạc bộ 120 tuổi, được thực hiện trên nền nhạc Việt Nam ơi, đánh bay COVID của Minh Beta, sẽ là ngọn lửa hồng bùng cháy lên sức sống Đắk Nông chiến thắng đại dịch COVID-19. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Đang yên đang lành, cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có COVID. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao? Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà. Vượt qua gian khó Việt Nam ơi, đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lánh mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nối trọn Việt Nam, yêu thương cuộc đời, tin nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Đang yên đang lành, cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có COVID. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao? Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà. Vượt qua gian khó Việt Nam ơi, đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lánh mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nối trọn Việt Nam, yêu thương cuộc đời, tin nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà. Vượt qua gian khó Việt Nam ơi, đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lánh mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nối trọn Việt Nam, yêu thương cuộc đời, tin nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam ơi.
Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai vẫn